Nam mô Đất Diêu Trì Kim Mậu Vô Cực Đại Từ Tôn. Diêu cung mẹ gửi xuống miền, bảo con cố gắng làm hiền hồi quý. Lời vàng mẹ đã ra đi, dặn con cố gắng từng đi bước đường. Sao con dài khinh thường bà mẹ, sắp phong ba con trẻ tiêu tàn. Nghe trên phán lệnh phụ hoàng, chắc rằng tiêu diệt trần gian không còn. Mẹ nghe khổ thon von nước mắt, sai thơ đồng dẫn dắt con qua. Con mẹ trai gái xa hoa, mê giàu mê cỏ mê nhà cao sang. Quên bà mẹ mẫu hoàng vô cực, cứu chúng con bể vực hổ sâu. Con ơi lòng mẹ định đầu, tạo ra đầy đủ thiếu đâu bớ trần. Mẹ hóa thân đủ phần con hưởng, nào chất ngôi dung dưỡng xa xuê. Cửa nhà đẹp đẽ sẵn bề, món ăn đủ chất con mê nhiễm trần. Quên bà mẹ hỏi thân vất vả, sợ chúng con tan rã tiêu hồn. Đó là vô cực càng khôn, mẹ già lưu loát trường tồn khuyến răng. Phải nghe mẹ xưa kia quay bước, lên thuyền trời về được hồi quy. Con ơi đức mẹ Diêu Trì, mắt trời rớt lệ vậy thì không ngân. Con khờ dại vui mừng cảnh giả, đâu biết rằng mẹ đã than van. Nghe cha phán lệnh phạt trần, mẹ già bỏ chạy lâm đàn xuống đây. Để dạy trẻ sửa xây cho kịp, nếu không thì mất kiếp ra cho. Bao năm mẹ xuống đưa đò, rước con về được chuyện trò Diêu cung. Sai con xuống đoạn cùng còn dằn, nơi trần gian bệ vắng tanh hôi. Xuống đây mê chất mê ngôi, quên lời mẹ dằn đảnh đồi quê xưa. Giờ đã cần mây mưa gần kéo, màn trời ra ắt kẹo cần kề. Dù con ba lớp bốn bề, cũng không tránh nổi nặng nề đâu con. Sắp khổ sở hao mòn tất cả, chốn hoàng cầu mẹ đã chuyển say. Càng khôn vũ trụ giờ này, cũng do mẹ sắp một giây rã rời. Chắc tiêu diệt lập đời trở lại, mẹ sanh con có gái có trai. Chia ba rẻ bảy phân lai, đánh nhau cẩu xẻ dàn dày dữ hung. Tròn nhiệt huyết trong bầu có một, con không lo chỉ cốt nhiệt tình. Quên lời bà mẹ cứu tinh, bao la biện khổ rồng thinh dịu vời. Tưởng mẹ ở ngôi trời cao thượng, nào dè đâu ca sướng trần nhớ. Thuyền kia mẹ đời con khờ, nếu con cãi mẹ lu mờ tan hoang. Trẻ khờ dài theo đàn má quái, không lo thân còn cãi mẹ hiền. Mê cao sang cả của tiền, quên bà mẹ khổ kiền thiền từ tôn. Ba bước nữa hồn con tiêu hủy,
Nghe lình phân thế kỷ phù vương, con ơi trăm mối nghìn đường, chắc rằng các bùi tán thương điêu tàn. Trời thâu hết trần gian khắc khổ, thâu nhân loài không chỗ mà nương. Thâu nhân thâu vật thâu đường, tất cả thâu hết trăm phương nghìn trùng. Con quên mẹ chập trùng hình bóng, thương chúng con mơ mộng từng cơn. Thấy con còn mãi tranh hờn, lòng già rơi lệ trong cơn thuyết trình. Thuyền của mẹ linh đinh sóng bùa, xuống nơi đây nhơ nhớ biển trần. Rước con về ngừ cát lân, con quên mẹ dặn toàn phần làm sao. Các cấp cũng ngôi cao chỉ một, cũng trong bầu chỉ cốt mà thôi. Dù con tài chất cao ngôi, cũng trong lòng mẹ chớ hồi thoát đâu. Quên bà mẹ rồi sầu rồi thấy, con phải xa cạm bầy tới nơi. Từ đây do lệnh của trời, nói cho con biết vậy thời đôi câu. Rồi các nước ngũ châu cũng rồi, nay mai đây gặp bụi nguy nàng. Làm sao tránh khỏi thở than, thâu về lập lại đại bàn chúng sanh. Thôi con chớ nành tranh chi nữa, trời thiên ban mở cửa hà phàm. Cho nên khổ sở kỳ tám, diêu trì hoàng mẫu luận đàm chúc thi. Thôi con trẻ lưu ly ẩn nấp, mẹ trao lời đặng giúp chúng con. Kỳ ba thác độ từ hòn, con nghe lời mẹ thì còn hồi hương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Diêu Trì Kim Mậu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Phật Mẫu Chứng Minh. Đó là lời kinh của Đức Diêu Trì Kim Mẫu mà Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh đã nhớ từ đời hồi đó tới bây giờ. Kênh Thiên Tâm Linh đọc ra cho quý vị Phật tử cùng nghe thôi. Lưu ly bạch ngọc hà xá, Tây cung mẹ ngự trang hòa con ơi. Mê danh lời còn thời trôi hết, hồi hoa trời kẻ chết người còn. Đó là lời mẹ dạy con, bây giờ cầu dặn vẫn còn đâu đây. Trích trong file MP3 Lộ Huyền Cơ số 5B do Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ấn khẩu thuyết tại Vườn Chuối Sài Gòn năm 1989, Thiền Tình Bụi Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Đời tần thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vạn sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đàm bạc, nghèo lương hiền biết niềm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Cuộc tần thế được Đức Thầy tóm gọn trong hai câu thơ ngụ ngôn sử lược như sau. Mì châu ơi hỡi mì châu, mê chi thằng chệt để sầu cho cha.
Ngày xưa Mỹ Châu lầm yêu say mê chồng thủy, bị chồng thủy lợi dụng lấy cắp nọ thần, kết quả nước mất nhà tan, cha con Mỹ Châu phải chết thê thảm. Và sau đó kẻ chiến thắng là chồng thủy cũng chết theo, nghĩa là kẻ thắng người thua đều phải chết hết. Đức Thầy nêu câu chuyện chồng thủy Mỹ Châu để lòng vào cái lý thiên cơ mà Mỹ tinh nước Tàu ngày xưa đã dồn dập đưa đồng đô la và công nghệ tân tiến giúp Tàu mạnh lên. Sau đó Tàu phản bội muốn chiếm ngôi vị lãnh đạo thế giới của Mỹ. Hai siêu cường Mỹ Tàu bắt buộc phải nghênh chiến tranh ngôi bá chủ, kết quả đưa toàn cầu đến đại hòa tận thế. Hai siêu cường Mỹ và Tàu tranh ngôi bá chủ, hoàn cầu đưa loài người đến hòa tận thế, còn được đức cậu bần sĩ vô danh tiên tri như sau: niệm đi rồi thấy giặc Tàu, từ đây mang trả nó nhào qua Nam. Nó làm tan rã ông Sam, nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu. Bây giờ khùng khiều nói kêu, nói nhiều nói ít nói chiều sáng mai. Nói cho bả tánh gái trai, nói cho đồng đến Như Lai Phật đường. Nói gần ngày mở trung ương, Long Hoa đại hội dọn đường thần tiên. Khi nào quý vị thấy có hiện tượng Mỹ Tàu tranh ngôi bá chủ hoàn cầu, giành giật thế thượng phong trên biển Đông của Việt Nam, thì mọi người biết đó là ngày tận thế cận kề. Đừng nghi ngờ, hãy chuẩn bị hành trang để bước lên thượng ngôn thánh đức. Cuộc sàng lọc khử trượt lưu thanh, hiền còn giữ mất chết bảy còn ba đang diễn ra. Quý vị hãy tu mau kẻo trễ. Mỹ Châu chồng thủy yêu nhau, cuối cùng đều chết thật đau đớn lòng. Mỹ Tàu quấn quýt tơ hồng, cuối cùng tan rã chết trong cơ trời. Tuồng đời giấc mộng ai ơi, nay còn mai mất chơi vơi biển trần. Nam Kha mộng mị mê tân, văn minh vật chất hồn thần mờ lu. Phải chi nghe Phật lo tu, thì đâu chịu khổ lu bù thế gian. Phải chi trở lại Phật đàn, sớm hôm tu tịnh lạc ban giữa kề. Chúng sanh tham làm lê thê, say xưa danh lời bỏ bê đạo màu. Nay mai biển thẳm hóa dâu, ruộng dâu hóa biển còn đâu lợi quyền. Khuyên ai khuya sớm tu hiền, mót bòn phước đức gieo duyên Phật trời. Kỵ canh tân sống coi đời, bồng lai tiên cảnh tuyệt vời lạc ban. Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Đời đã tới rồi, nhâm dần đời đã tới rồi, Đông Âu binh lửa quả nhồi tan thương. Quân Nga bao bủa tứ phương, Ukraine thê lương não sầu. Kêu cầu các nước Liên Âu, ra tay giúp sức đỡ đầu lân bang. Ukraine trội dòng tình tan, hô hào đánh đuổi anh chàng gấu Nga. Putin dục thúc khải ca, hành quân đặc biệt mộng mà thành công. Binh lửa bùng nổ cuồng ngông, thành đô hoa lệ chập chồng tai ương. Người chết ngang ngổn ngoài đường, người sống chạy loạn tứ phương thảm sầu. Chiến chinh khắp cả trời Âu, rồi lan sang tới Á Châu tơi bời.
Biển đông dày sóng ngút trời, Mỹ tàu đùng đồ là thời nguy nan. Nguyên tử bùng nổ kinh hoàng, hạt nhân nguyên tử sáng bằng Bắc Kinh. Làm cho bể chén bể nồi, nước tàu mẫu độ nhân sinh khốn cùng. Màn ba thế giới rối tung, Mỹ Nga giành giật ngôi chùm đấu nhau. Nguyên tử kích nổ trời cao, địa cầu nghiêng ngửa lăn nhào núi non. Biển sâu bỗng chốc thành hòn, thủ đô hoa lệ cháy còn cho than. Ai người hữu phước giàu sang, hãy mau làm phước làm doan kịp thời. Máy ra sống sót coi đời, thấy ông Di Lặc rạng ngời kim thân. Nam mô trời Phật thánh thần, hộ cho bá tánh lập thân buổi này. Nam mô Phật tổ Phật thầy, độ cho sanh chủng kỳ này bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Sydney ngày 12 tháng 9 2022. Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nam mô Đức Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Diêu cung mẹ gửi xuống miền, bảo con cố gắng làm hiền hồi quý. Lời vàng mẹ đã ra đi, dặn con cố gắng từng đi bước đường. Sao con dài khinh thường bà mẹ, sắp phong ba con trẻ tiêu tàn. Nghe trên phán lệnh phụ hoàng, chắc rằng tiêu diệt trần gian không còn. Mẹ nghe khổ thon von nước mắt, sai thơ đồng dẫn dắt con qua. Con mẹ trai gái xa hoa, mê giàu mê cỏ mê nhà cao sang. Quên bà mẹ mẫu hoàng vô cực, cứu chúng con bể vực hố sâu. Con ơi lòng mẹ định đầu, tạo ra đầy đủ thiếu đâu bớ trần. Mẹ hóa thân đủ phần con hưởng, nào chất ngôi dung dưỡng xa xuê. Cửa nhà đẹp đẽ sẵn bề, món ăn đủ chất con mê nhiễm trần. Quên bà mẹ hỏi thân vất vả, sợ chúng con tan rã tiêu hồn. Đó là vô cực càng khôn, mẹ già lưu loát trường tồn khuyến răng. Phải nghe mẹ xưa kia quay bước, lên thuyền trời về được hồi quy. Con ơi đức mẹ Diêu Trì, mắt trời rớt lệ vậy thì không ngân. Con khờ dài vui mừng cảnh giả, đâu biết rằng mẹ đã than vang. Nghe cha phán lệnh phạt trần, mẹ già bỏ chạy lâm đàn xuống đây. Để giày trẻ sửa xây cho kịp, nếu không thì mất kiếp ra cho. Bao năm mẹ xuống đưa đò, rước con về được chuyện trò Diêu cung. Sai con xuống đoạn cùng còn dằn, nơi trần gian bệ vắng tanh hôi. Xuống đây mê chức mê ngôi, quên lời mẹ dằn đảnh đồi quê xưa.
giờ đã cần mây mưa gần kẽo, màn trời ra ắt kẹo cần kề. Dù con ba lớp bốn bề cũng không tránh nổi nặng nề đâu con. Sắp khổ sở hao mòn tất cả, chốn hoàn cầu mẹ đã chuyển say. Càng khôn vũ trụ giờ này cũng do mẹ sắp một giây rã rời. Chắc tiêu diệt lập đời trở lại, mẹ sanh con có gái có trai. Chia ba rẻ bảy phân lai, đánh nhau cẩu xẻ dàn dày dữ hung. Tròn nhiệt huyết trong bầu có một, con không lo chỉ cốt nhiệt tình. Quên lời bà mẹ cứu tinh, bao la biển khổ rồng thinh dịu vời. Tưởng mẹ ở ngôi trời cao thượng, nào về đâu ca sướng trần nhớ. Thuyền kia mẹ đời con khờ, nếu con cãi mẹ lu mờ tan hoang. Trẻ khờ dài theo đàn má hoài, không lo thân còn cãi mẹ hiền. Mê cao sang cả của tiền, quên bà mẹ khổ kiền thiền từ tôn. Ba bước nữa hồn con tiêu hủy, nghe lình phân thế kỷ phù vương. Con ơi trăm mối nghìn đường, chắc rằng các bụi tán thương điêu tàn. Trời thâu hết trần gian khắc khổ, thâu nhân loài không chỗ mà nương. Thâu nhân thâu vật thâu đường, tất cả thâu hết trăm phương nghìn trùng. Con quên mẹ chập trùng hình bóng, thương chúng con mơ mộng từng cơn. Thấy con còn mãi tranh hờn, lòng già rơi lệ trong cơn thuyết trình. Thuyền của mẹ linh đinh sóng bùa, xuống nơi đây nhơ nhớ biển trần. Rước con về ngừ cát lưng, con quên mẹ dặn toàn phần làm sao. Các cấp cùng ngôi cao chỉ một, cũng trong bầu chỉ cốt mà thôi. Dù con tài chất cao ngôi, cũng trong lòng mẹ chớ hồi thoát đâu. Quên bà mẹ rồi sầu rồi thấy, con phải xa cạm bầy tới nơi. Từ đây do lệnh của trời, nói cho con biết vậy thời đôi câu. Rồi các nước ngũ châu cũng rồi, nay mai đây gặp bụi nguy nàng. Làm sao tránh khỏi thở than, thâu về lập lại đại bàn chúng sanh. Thôi con chớ nành tranh chi nữa, trời thiên ban mở cửa hà phàm. Cho nên khổ sở kỳ tám, diêu trì hoàng mẫu luận đàm trúc thi. Thôi con trẻ lưu ly ẩn nấp, mẹ trao lời đặng giúp chúng con. Kỳ ba thác độ từ hòn, con nghe lời mẹ thì còn hồi hương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Diêu Trì Kim Mậu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Phật Mậu Chứng Minh. Đó là lời kinh của Đức Diêu Trì Kim Mậu mà Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh đã nhớ từ đời hồi đó tới bây giờ.
Kênh Thiền Tâm Linh đọc ra cho quý vị Phật tử cùng nghe thôi. Lưu ly bạch ngọc hà xá, Tây cung mẹ ngự trang hòa con ơi. Mê danh lời còn thời trôi hết, hồi hoa trời kẻ chết người còn. Đó là lời mẹ dạy con, bây giờ cầu dặn vẫn còn đâu đây? Trích trong file MP3 Lộ Huyền Cơ số 5B do Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ấn khẩu thuyết tại Vườn Chuối Sài Gòn năm 1989, Thiền Tình Bụi Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Đời tần thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vạn sanh cực lạc. Tương với muối cháo rau đàm bạc, nghèo lương hiền biết niềm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Cuộc tần thế được Đức Thầy tóm gọn trong hai câu thơ ngụ ngôn sử lược như sau. Mì châu ơi hỡi mì châu, mê chi thằng chệt để sầu cho cha. Ngày xưa mì châu làm yêu say mê chồng thủy, bị chồng thủy lợi dụng lấy cắp nọ thần. Kết quả nước mất nhà tan, cha con mì châu phải chết thê thảm. Và sau đó kẻ chiến thắng là chồng thủy cũng chết theo. Nghĩa là kẻ thắng người thua đều phải chết hết. Đức Thầy nêu câu chuyện chồng thủy mì châu để lồng vào cái lý thiên cơ mà Mỹ tinh nước Tàu ngày xưa đã dồn dập đưa đồng đô la và công nghệ tân tiến giúp Tàu mạnh lên. Sau đó Tàu phản bội muốn chiếm ngôi vị lãnh đạo thế giới của Mỹ. Hai siêu cường Mỹ Tàu bắt buộc phải nghênh chiến tranh ngôi bá chủ. Kết quả đưa toàn cầu đến đại hòa tận thế. Hai siêu cường Mỹ và Tàu tranh ngôi bá chủ, hoàn cầu đưa loài người đến hòa tận thế. Còn được Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh tiên tri như sau. Niệm đi rồi thấy giặc Tàu, từ đây mang trả nó nhào qua Nam. Nó làm tan rã ông Sam, nói cho quý vị luận đàm quỷ yêu. Bây giờ khùng khiều nói kêu, nói nhiều nói ít nói chiều sáng mai. Nói cho bà tánh gái trai, nói cho đồng đến Như Lai Phật đường. Nói gần ngày mở trung ương, Long Hoa đại hội dọn đường thần tiên. Khi nào quý vị thấy có hiện tượng Mỹ Tàu tranh ngôi bá chủ hoàn cầu, giành giật thế thượng phong trên biển Đông của Việt Nam, thì mọi người biết đó là ngày tận thế cận kề. Đừng nghi ngờ, hãy chuẩn bị hành trang để bước lên thượng ngôn thánh đức. Cuộc sàng lọc khử trượt lưu thanh, hiền còn giữ mất chết bảy còn ba đang diễn ra. Quý vị hãy tu mau kẻo trễ. Mì châu chồng thủy yêu nhau, cuối cùng đều chết thật đau đớn lòng. Mỹ Tàu quấn quýt tơ hồng, cuối cùng tan rã chết trong cơ trời. Tuồng đời giấc mộng ai ơi, nay còn mai mất chơi vơi biển trần. Nam Kha mộng mị mê tân, văn minh vật chất hồn thần mờ lu. Phải chi nghe Phật lo tu, thì đâu chịu khổ lu bù thế gian. Phải chi trở lại Phật đàn,
sớm hôm tu tình lạc ban dựa kề. Chúng sanh tham làm lễ thê, say xưa danh lời bỏ bê đạo màu. Nay mai biển thầm hóa dâu, ruộng dâu hóa biển còn đâu lợi quyền. Khuyên ai khuya sớm tu hiền, mót bòn phước đức gieo duyên Phật trời. Kỵ canh tân sống coi đời, bồng lai tiên cảnh tuyệt vời lạc ban. Kỳ Vân cư sĩ biên khảo.